đến ngay với Happy Robot Chấm Shop. Shop có những dịch vụ như là Random Mặt Kinh Lê Si nè, Random Mặt Food, kèm theo những dịch vụ đó chính là robot chính hãng, robot chăm hơi giờ, game pad cày thuê cho tất cả bạn ha. Nhớ một hộp sớm nhé, cảm ơn các bạn nhiều. Hai xin chào mọi nha, mình là đi đây, hiện tại là mình đang trong tựa game Master Paris nhé bạn. Rồi thì ở clip này, vì clip này mình sẽ hướng dẫn các bạn tất tần tật cách để thu thập được những cái cục linh hồn các bạn, để các bạn có thể triệu hồi con boss trong Halloween lần này nhé các bạn. Ở con boss này thì các bạn sẽ có tỷ lệ rớt ra được cái lưỡi hái limit luôn, là các bạn sẽ khỏi cần đổi điểm nhé bạn. Đó sẽ có tỷ lệ rớt ra kiếm đó, và các bạn sẽ có được cái nhiều điểm bumkin hơn để các bạn có thể gọi là đi đổi cái kiếm mắc hơn nha các bạn. Đấy là vậy ha. Rồi rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn ha. Đầu tiên là các bạn á, tới mấy cái chỗ này cho mình nè các bạn. Đầu tiên là các bạn phải cần cái chìa khóa trước, đúng không, là các bạn cứ đánh mấy con quái trên đảo này cho mình nha. Đây ví dụ như là mình xài Phật tổ nè. Phật tổ thì farm khá là ngon nha các bạn, mình chỉ đứng ở giữa nè các bạn. Đó, ở clip trước thì mình cho bạn thấy đó, Phật tổ quá mạnh luôn bạn ơi, phải không? Đó quá là mạnh luôn bạn ơi, mạnh cực kỳ mạnh luôn. Nên bây giờ mình chỉ cần đứng yên một chỗ, mình xài vơi là auto quái sẽ toang nha các bạn. Đó rồi, các bạn cứ auto quánh cho mình mấy cái mấy con quái nè. Đó, quánh liên tục cho mình. Lát hồi sẽ có một cái dòng chữ là giống như là mansion key các bạn, đó là cái chìa khóa các bạn, là các bạn mới có thể mở khóa cái chỗ để triệu hồi con boss được nha các bạn đó nha. Rồi từ bây giờ là mình cứ đánh farm quái liên tục vậy nè các bạn. Đó các bạn nhớ cứ farm quái trên đảo này thôi nha, không có trên đảo khác được đâu nha các bạn. Đấy, cứ farm tiếp cho mình. Rồi để mình spam nữa bạn ơi. Đó bùm bùm, đấy thì tỷ lệ ra cái key cũng khá là ổn nha bạn, không có gọi là quá thấp đâu nha bạn, nữa bạn yên tâm ha. Đó tỷ lệ ra key cũng khá là cao, các bạn cứ auto chăm chỉ pha mấy cái bãi này là sẽ rớt cái chồng chữ à. Đó phải không? Rồi giờ farm tiếp. Đó bên kia hết thì qua bên này đấy, nhảy lên bùm lấy thịt đen ơi. Bùm đó. Với lại một cái server mà các bạn mới vừa vô các bạn, mình nghĩ là chắc sẽ khó ra key hơn ấy. Server mà các bạn treo lâu thì sẽ ra dễ hơn. Đấy ha. Và mình quên một điều nữa ha, là mình quên nói ở clip trước các bạn ơi. Đấy, mình quên nói ở clip trước cho các bạn là cái chỗ này không phải là không có mở được nha bạn, mà các bạn phải tiêu diệt con boss Halloween đầu tiên, cái chỗ này mới mở ra các bạn, giống như King Legacy các bạn. Sau khi các bạn tiêu diệt con du biển đầu tiên á, mới có thể mở được cái chỗ mà để thức tỉnh cái cây Yoru nha bạn. Mình quên. Đấy. Đấy. Ô nãy giờ cũng chưa ra thế nhờ. Nói chung là đi ra kia cũng hơi chua chua nhớ nha các bạn, không đâu. Đó. Hay là do nãy giờ mình quánh nhanh quá ta. Bính chậm lại chút nha. Ồ chưa ra kia luôn bạn ơi. Tiếp. Đấy cứ pha vòng vậy cho mình nha. Từ giờ mình đánh ra cái kia không đã. Rồi nha bạn, các bạn thấy không? Cái kiểu nè. You got mansion key nữa bạn. Phải, vừa mới tính tắt clip để cho bạn xem, ai ngờ ra cái key liền luôn. Đây thì các bạn sẽ ra cái chìa khóa này nữa bạn. Đó mansion key này nha. Rồi sau khi mà các bạn ra chìa khóa rồi á, thì các bạn cầm các bạn đây đút vào cái lỗ hình cái key này cho mình nha bạn. Đấy đút vào lỗ. Rồi đã để vào. Rồi các bạn thấy chưa, sau khi mà xong rồi thì các bạn sẽ có bốn cái cây cột hiện lên đó bạn. Đó thấy chưa, đây bốn cái cột này tượng trưng cho bốn cái linh hồn nha bạn. Và các bạn để ra đó, bốn cái linh hồn sẽ bay nữa bạn. Đó các bạn có thể nhìn kỹ cho mình nha, lấy họ các bạn tìm cho dễ các bạn. Đó rồi, cái vàng như này, cái xanh ngay giữa ngay đây đúng không? Đó phải không? Cái xanh sẽ ngay đây, và hai cái kia sẽ nằm ở bầy quái này nữa các bạn. Đó phải không? Khá là dễ ha. Rồi sau khi các bạn thu thập đủ là các bạn có thể triệu hồi con boss ra thôi nha. Easy nha. Rồi bây giờ mình đi lên mình lấy cái cục vàng cho bạn xem nha. Mà hơi cần một cái là mình xài Phật tổ các bạn. Phật tổ lấy cục này khó lắm bạn ơi, mình không có bay được. Bạn nào có trái bay thì dễ hơn nha bạn. Đó bây giờ là cực nữa bạn, mình cứ phải nhảy giữ các bạn. Đó khổ không? Đó, không sao, thôi là mình có chiêu V các bạn đúng không bạn? Đó mình có chiêu V nè. Bây giờ mình có chiêu V mình có thể lấy được kịp. Cực cái vậy các bạn. Đó nha các bạn, thì cái có một bầy quái, các bạn nhớ để ý cho mình là có một bầy quái phải gọi là đặc biệt nha các bạn. Thì thay vì một đảo nè bạn nha, đây sẽ chỉ có 5 con quái đúng không? Một cái chỗ á, đó một cái khu farm bạn chỉ có 5 con quái thôi. Thì riêng cái chỗ đó là có thêm giống như là một chục con quái, rất là nhiều con quái các bạn. Và những con quái đó xài chiêu được nha các bạn, như hồi nãy mình bị trưởng các bạn, các bạn thấy không? Nè. Đó phải chưa? Đó những con quái này có chiêu luôn. Thì những con quái đó là sẽ ra linh hồn nha các bạn, sẽ ra linh hồn màu đỏ với lại màu gì á, màu đỏ với cái màu gì á mình quên rồi. Đó các bạn, sau khi mà tiêu diệt xong đúng không? Đó, sau khi bảy quái đó là chắc chắn cái này sẽ được nha các bạn, các bạn yên tâm ha. Cũng dễ thôi. Rồi bây giờ mình vô cho bạn xem nè. Đây. Đó. Là chỉ có hai viên các bạn cần tìm thôi. Đầu tiên đó là viên vàng đó các bạn, hồi nãy mình lấy rồi đúng không? Viên xanh. Đó. Còn lại là viên đỏ với lại cái viên xanh lá đó các bạn. Đó thấy không? Chỉ còn viên đỏ, viên xanh lá là xong. Là qua farm mấy cái bãi quái đó đó các bạn là các bạn sẽ xong liền ha. Đó, easy lắm bạn ơi, không có khó đâu. Rồi bây giờ mình sẽ đi lượm cái viên màu xanh nha. Thì cái viên xanh hồi nãy các bạn đi á, khi mà lúc mà cái viên màu xanh bay ra các bạn tìm ấy đúng không? Thì các bạn thấy ra đó, phải không?
nó sẽ nằm ở ngoài ngoài biển rồi nha các bạn. Đấy, what cái gì vậy, tiếng gì vậy? Đấy thì các bạn sẽ thấy được xung quanh phải không? Đó, xung quanh ngoài biển thôi, thì các bạn đi vòng sẽ thấy cục xanh này. Và các bạn nhớ lượm nhanh nha, mày không thôi là tan nhanh lắm ấy. Lượm nhanh lên. Bây giờ đấy xuống nước mình dễ tan nhanh lắm mày. Đó, thì sau khi các bạn gọi là hoàn thành xong á thì cái cánh cổng sẽ tự mở nha mày. Đó, cánh cổng này sẽ tự mở và hiện tại hình như là mình còn thiếu cái viên màu đỏ sao bạn, đúng không? Nè các bạn nhìn kỹ nè. Đó. Viên xanh này xong rồi nè, phải không? Màu sáng nè, vàng cũng xong rồi sáng nè. Đó. Viên xanh này cũng sáng nè và thiếu cái viên màu đỏ nha mày. Cái viên màu đỏ vẫn còn chưa có cục ngọc các bạn không? Đó, chưa có ngọc thì bây giờ mình tiếp tục đi farm những con quái ở đằng ngoài này. Đấy, tiếp tục nha mày. Có con quái nằm trong góc này ta? Quái nào đây? Quái này biết xài chiêu không? Hình như không biết xài chiêu bạn ơi. À biết xài chiêu, biết xài chiêu này, xài chiêu nè. À con quái này quái cuối cùng nữa mày, quái lửa nè. Đó, mình cứ dậm quái là xong nha mày. Đây. Xong cuối cùng là các bạn nhìn nè. Đó. Đó thấy không? Đó, cái cửa bắt đầu mở ra nữa mày. Đó, những cái cục ngọc bắt đầu rớt xuống và cái cánh cổng này chuẩn bị mở ra. Đấy các bạn thấy chưa? Và trong này sẽ có một con boss gì? Bitron nha mày. Đó, boss này thì các bạn tiêu diệt con boss này cho mình là các bạn sẽ được ngẫu nhiên các bạn sẽ có ngẫu nhiên rớt được cái cây lưỡi hái. Đấy, lưỡi hái và các bạn sẽ có rất là nhiều rồi bị kẹt chứa rồi. Vô trong luôn mày ơi, các bạn sẽ ngẫu nhiên rớt được cái lưỡi hái với lại nhiều điểm hơn nha mày, nhiều cái điểm bumpkin đó hay nha. Đây 10 bumpkin luôn. Và các bạn sẽ thấy một cái dòng đó giống như là Sadrin các bạn, giống như là bên block các bạn. À, bên King Legacy nhầm, giống như bên King Legacy á là cái chỗ này các bạn mở các bạn. Đây, bây giờ mình có thể vô đường nha các bạn. Đó. Hôm bữa mình quên khúc này nên có gì các bạn thông cảm ha. Rồi, thì đây, thì các bạn thấy cái shop rồi nha các bạn. Đó cái shop rồi. Và mình đã đủ tiền để mình mua cả hai luôn nha các bạn, 1000 bumpkin là sẽ max nha các bạn và các bạn sẽ đủ mua cả hai luôn. Đó, mình mua được cả hai cho bạn xem nè. Đấy, easy đó đúng không? Yes. Devil Sword luôn đó, phải chưa? Rồi. Ố gì? Mình quá yếu để mua hả? Chấm hỏi. Đâu rồi, từ. Phải không? Mua. Ôi ôi, bạn quá yếu để lấy được cây này, vậy là mình phải cần full cấp hả ta? Ui vãi, bị chê là yếu nữa chứ. Đâu rồi, từ. Yếu quá, quá yếu quá, chắc phải full cấp rồi. Và cái cây mới là cây này nữa bạn. Đây. Cái bơm kia nè các bạn, đẹp ha, limit ha các bạn. Đó, cái này limit nha. Rồi. Cái này là vậy nữa các bạn. Rất là đẹp nha các bạn, và mình không có điểm kiếm các bạn. Nên có gì ở clip sau đi ha, clip sau mình sẽ review cho bạn sẵn hai cây luôn. Ui dao dao dao. Clip sau mình sẽ review cho bạn sẵn hai cây luôn ha. Mình sẽ cày full cấp và mình chắc mới mua được các bạn ơi. Bị chơi là yếu rồi. Hầu hết như mấy tựa game mà yếu yếu vậy còn mới full cấp không hả bạn ơi, đúng không các bạn? Mới cần đủ sức mạnh mà. Thế là vậy. Rồi. Thì mình nghĩ là kết thúc đi tại đây ha. Thì các bạn nào thấy hay cho mình xin một like subscribe của mình ha. Và có gì mình thiếu sót chỗ nào nữa thì các bạn cứ comment ý kiến mình dưới cho mình biết nha các bạn. Rồi. Hẹn lại các bạn ở những clip lần sau của mình nha các bạn. Câu giao thi. Bye bye. Ấy chà 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 chà. Hãy bấm like và subscribe cho mình đi nhớ. Cục bóc mới của mình đó chính là 180k sub nha các bạn. Hãy ủng hộ mình bằng cách bấm cho mình một like subscribe nhanh tay đi nào. Nói thiệt nha. Thì các bạn hãy bấm like và subscribe đi, thật sự luôn. Các bạn sẽ nhiều may mắn và cực kỳ đẹp trai và đẹp gái luôn đấy. Tin mình đi, thật đó.